Đây cái dàn áo đây, bạn ấy sơn đây, các bạn đang nhìn này. Ok, hôm nay thì mình có một bạn trai sinh năm 2K1 nhỉ em ra nhỉ. Cảm nhận một chút về cái quả đèn của bên mình làm ra sản phẩm như thế nào. Đó. Thì em trai cảm nhận để chia sẻ với các bạn một chút. Không hẹn lên mà lại về cùng nhau. Cảm ơn hai anh em nhá. Ok, bye bye em. Hello, xin chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình. Rất là nhiều anh em hay hỏi comment ở dưới phần bình luận ấy là anh không làm nguyên nước à. Thì hôm nay có hai anh em ở Phú Thọ lên ủng hộ mổ mắt. Mổ mắt thì hôm nay Lĩnh sẽ review cho anh em mình hai chiếc Winner X. Một chiếc màu đỏ này thì là đến từ Tuyên Quang, biển số Tuyên Quang, nhưng mà bạn cũng chạy từ Việt Trì lên ủng hộ mình. Và một chiếc ở bên trong này là chiếc màu xám. Đây thì bên mình cũng đã đang phục hồi mắt. Thì hôm nay Lĩnh sẽ cùng anh em mình review Winner XV3 cần lên những đồ gì các bạn nhá. Đầu tiên thì em trai từ Phú Thọ lên đây từ Đoan Hùng nhà em trai nhỉ, từ Đoan Hùng thì bạn ấy chạy lên đây mới khoảng tầm 90 cây số để mổ mắt. Thì bên mình đã mổ mắt xong rồi, thì anh em đang đợi keo khô thôi, thì quả mắt anh em mình mổ xong đây đã hoàn thiện ở trong này. Thì hôm nay bạn ấy lên cái bộ mắt này có những cái sự thay đổi khác so với những cái dòng bi mà bên mình làm trước đây review cho anh em. Thì sau khi cái keo đằng sau này khô thì bên mình sẽ quay video để hoàn thiện cái quả bi này cho anh em mình tham khảo các bạn nhé. Và cả chiếc Winner XV3 màu đỏ ngoài kia nữa thì tí Lĩnh cũng nghe cùng anh em mình review sau. Đó thì Lĩnh cất tạm lên đây đã, Lĩnh chia sẻ tiếp với cho anh em là cái bộ rắc bên mình cũng đi gọn cho anh em mình rồi. Đây toàn bộ cái bộ rắc ở trong này Lĩnh cũng đi gọn toàn bộ luôn. Đó, Lĩnh đi gọn toàn bộ như này luôn. Và bộ rắc ra chỉ một dây thôi thì anh em cắm zin. Rồi thì tí Lĩnh hoàn thiện chiếc xe này, Lĩnh sẽ review cho anh em mình cái những cái món đồ gì cần lên cho chiếc Winner XV3 này. Và anh em mình tiến tiếp ra ngoài này các bạn nha. Ngoài này thì là chiếc xe đến từ Tuyên Quang mình thôi, biển số Tuyên Quang mình. Thì anh em có thể nhìn thấy biển số đây. Thì bạn ấy đi từ Việt Trì lên các bạn nhé. Bạn ấy đang làm ở dưới Phú Thọ 22B282285. Thì chiếc xe này rất là mới anh em. Mới đi được xem km thì mới đi được 1.619 cây. Đấy thì bạn ấy đi Việt Trì lên thì xa hơn một tí. Anh em từ Phú Thọ lên đây cũng mổ đèn và lên những cái món đồ cần thiết cho Winner X. Thì anh em mình có thể quay vào đây để xem các bạn thợ bên mình đang làm những gì ở trong nhà. Thì một quả bi thì lúc nãy Lĩnh đã quay cho anh em mình đã làm hoàn thiện rồi. Thì đây là cái chóa của chiếc Winner X mà bên mình đang chế đây. Thì đã cắt gọt ở bên trong như thế này. Đấy, sau khi hoàn thành thì sẽ như cái quả vừa lấy. Thì Lĩnh cũng chia sẻ luôn cho anh em mình là anh em mình lên bi cầu cho Winner X ấy, chắc chắn là anh em mình sẽ phải phá chóa và cắt cả cái phần đờ mi ở bên này đi thì mới làm được bi các bạn nhá. Đấy, nhiều anh em có những bạn hôm vừa rồi hỏi Lĩnh con XI150D29 có cái mạch led ấy, anh em bảo là lắp bi có giữ được cái mạch led ở bên trong không. Thì mạch thì vẫn giữ được nhưng mà sẽ gửi về cho anh em thôi, toàn bộ cái chóa sẽ phải cắt gọt như này. Đấy thì Lĩnh giải thích cho anh em mình những cái món đồ cần thiết nhất lên cho Winner X chắc chắn rồi sẽ là một quả đèn các bạn nha. Anh em lên mắt lé là hợp lý, vì một quả anh em lên hai quả thì sẽ phải tốn thêm khoảng tầm 2.500.000 nữa, nhưng mà đổi lại là ánh sáng của nó cũng chỉ hơn một quả một chút thôi. Anh em mình lên một quả bi mắt lé là hợp lý rồi. Đấy thì anh em mình đang tiến hành làm các bạn nhá. Rồi anh em tiếp tục di chuyển ra ngoài để Lĩnh cùng anh em mình review cái chiếc Exciter 150 ở ngoài. Ở ngoài này thì là chiếc Exciter 150 màu đỏ nhám phiên bản 2019 đang nâng cấp bộ đờ mi ở bên trong nhà. Thì tí Lĩnh sẽ vào trong nhà chia sẻ với anh em. Thì đây là chiếc biển của em nó các bạn nhá. Thì chiếc xe này bạn đã lên sẵn ZFZ cộng 3 chống gãy và sinh an M3 rồi. Ngoài ra thì ở trên này thì Lĩnh có một cái hay ho chia sẻ với anh em ở chiếc xe này. Bạn ấy đã độ từ trước rồi. Cái này thì bạn ấy lắp thêm phần nhại còi này. Và bạn lắp hai còi các bạn nhé. Đây này anh em có thể nhìn thấy câu điện hai còi ra đây, cả trước và sau. Đó là hai còi. Thì tất cả cái bộ Audi thì hôm nay Lĩnh sẽ cùng anh em mình chia sẻ cái bộ Audi A11 lắp trên chiếc xe này thì ở trong phần trong nhà các bạn nhé. Thì đấy là toàn bộ của những cái chiếc xe mà bên mình đang tiến hành làm đây. Ở trên này có thêm cái chiếc xe biển 23 nữa các bạn này. Đấy, ở đây thì có thêm cái biển chiếc biển 23 nữa. Đó, đang phục hồi sau tai nạn. Chiếc xe này thì bạn ấy ngã lần này lần thứ hai rồi, bạn ấy gửi lên Lĩnh làm. Các bạn có thể thấy là bạn ấy làm với chiếc xe này cùng với Lĩnh là một tháng làm hai lần. Chiếc xe này bạn ấy cho mượn ở nhà là bị vỡ dàn áo đây các bạn này. Bạn bị vỡ dàn áo đây. Đây. Xước vỡ hết cái dàn áo đây. Vỡ hết cá này, gãy hết cá này. Đấy, cái này thì bạn ấy thay mới luôn, không có fix lại các bạn nhé. Rất là nhiều chi tiết bị vỡ. Đây, cái dàn áo này từ trước kia thì bạn ấy sơn này. Đây, Lĩnh chia sẻ cho anh em mình luôn.
đây cái dàn áo đây, bạn ấy sơn đây, các bạn này nhìn này, đấy sơn mà không làm được tốt ấy, mà không biết xử lý ấy, thì rất là dễ bị bong ở cái phần nhựa này. Đấy anh em có thể thấy đây. Rồi tiếp tục là anh em mình sẽ di chuyển vào trong nhà các bạn nhé. Khúc trong này thì bạn Sơn bạn ấy đang tiến hành là làm cái bộ mạch Audi A11 sử dụng trên điện thoại đổi màu, đổi kiểu các bạn nha. Đây thì bộ mạch đã được lắp zin vào trong này. Đó, lắp zin như này. Thì bạn đang xử lý tiếp để lắp cho em trai biển 22 vừa rồi Lĩnh chia sẻ với anh em. Ok, hôm nay thì mình có một bạn trai sinh năm 2K1 nhỉ em trai nhỉ? 2K1 lên ủng hộ thì trên tay bạn ấy là, đây là cái quả đèn của bạn ấy đem lên mình làm trực tiếp, mất khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ đã hoàn thiện như này. Đây thì các bạn có thể xem lại đằng sau một chút nhá. Đấy thì anh em quan tâm đằng sau. Và quả đèn đằng trước thì tí hoàn thiện lên xe Lĩnh sẽ review cho anh em mình sau. Và bây giờ Lĩnh muốn cho em trai cảm nhận một chút về cái quả đèn của bên mình làm ra sản phẩm như thế nào. Đó. Thì em trai cảm nhận để chia sẻ với các bạn một chút. Em thì thấy bên anh làm vì đẹp mà đi đẹp, gọn gàng. Em thì rất hài lòng ạ. Rồi, rất tí. Cảm ơn em. Thì nói chung là lần đầu lên camera có hơi ngại ngại tí. Thôi không có gì cả. Thì cảm ơn em rất là nhiều. Nói chung là anh em mình chắc chắn là còn sẽ gặp nhau lại vài lần nữa. Vì em thích đi phượt đúng không? Bữa nào lên Năng Hang anh đi chơi chuyến nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, đấy là cảm nhận của em trai sau khi lên mình. Và bây giờ Lĩnh sẽ cùng anh em triển khai xong hai chiếc xe này. Thì Lĩnh sẽ cùng anh em mình review cụ thể như thế nào khác và những cái món đồ gì hay là những cái gì anh em mình hay lựa chọn cho Winix. Thì Lĩnh sẽ cùng anh em mình ở phần gần cuối video các bạn nha. Hơn 3 tiếng để hoàn thành hai chiếc xe này thì anh em có thể chiêm ngưỡng sau khi Lĩnh chưa nổ máy lên đây sản phẩm ở trên chiếc xe đỏ đến sau biển số Tuyên Quang nhưng mà đến từ Việt Trì thì hai anh em này tí cùng một cung đường đi về với Việt Trì quê hương Phú Thọ các bạn nha. Thì bên này là chiếc xe Winix màu phiên bản màu bạc, thì màu này cũng rất là nhiều bạn lựa chọn rẻ hơn cái màu đỏ ngoài kia thì Lĩnh vừa chia sẻ với anh em. Thì tâm điểm ở trên chiếc xe này ấy, cả 5 cái chi tiết quan trọng để cho anh em mình lên cho Winix V3 thì đầu tiên là quả bi cầu mắt lé này đã. Lĩnh sử dụng là bi cầu Red Pro 2.0 và Lĩnh cùng chủ xe sẽ cùng nhau test cái bộ mạch tắt mở đèn kết hợp là bộ mạch mở tắt passing của bi cầu, thì mình cũng hướng dẫn luôn cho bạn đấy. Thì cái cách dùng thì chủ xe tự triển khai nhỉ. Chủ xe tự triển khai và Lĩnh đang cầm trên tay điện thoại nữa để hướng dẫn anh em mình. Có một cái chi tiết mới ở đây. Thì em dí 3 giây. Dí 3 giây. Đèn tự sáng. Đó thì các bạn, đèn tự sáng các bạn nhá. Sau đó là em pha cốt bình thường như zin, xuống cốt này, xuống cốt passing. Đấy, như zin luôn các bạn nhá. Đó, passing như zin luôn. Rồi, đấy, tắt mở như zin các bạn nhá. Rồi còn muốn tắt đi thì anh em mình sẽ ấn 3 giây là đèn nó tự tắt đi rồi. Đấy thì cái này nói chung là lắp đặt như zin. Em cũng dễ hiểu thôi đúng không? Vâng. Đấy, bạn cũng dễ hiểu thôi. Mở lại cho anh điện thoại để cho anh em mình. Khi mà bên mình nổ máy lên thì hai cái đờn mi zin này nó mới sáng các bạn nhá. Còn tắt máy đi. Tắt máy đi, bật lên là hai cái này. Đấy. Nó bị tắt đi các bạn nhá. Đó. Và cái quả của bạn này thì bạn ấy làm vòng 3D có phần khác như thế này và kết hợp là cái mắt quỷ, anh em mình đổi được màu mắt quỷ ở trên app điện thoại như này các bạn nhá. Đấy, anh em đổi màu trên này và đổi cả kiểu nữa này anh em. Đấy, đổi cả kiểu luôn các bạn nhá. Đấy. Nó có thể là tắt đi và nó sáng lên như thế này. Đây là cái phần mắt quỷ và anh em cũng có thể là tắt hẳn mắt quỷ đi ở trên điện thoại được. Nó chỉ có nguyên vòng trắng thôi. Đó. Còn về bên chiếc xe màu đỏ như này. Màu đỏ này thì bạn đấy lại không sử dụng cái vòng đổi màu mắt quỷ ở bên trong này vì là bạn này bạn bảo bạn có vợ rồi. Sư tử muốn gọn gàng hơn tí.
Rồi thì mình sẽ nổ máy cho anh em mình nhìn toàn bộ cả cái phần đờ mi. Đấy, anh em nhìn đâu, nó khác so với lại cái mẫu bên kia một chút các bạn nha. Đấy, và phần bật tắt đây vẫn như gì luôn đó. Đấy là về hai cái phần bi cầu của hai chiếc xe này. Thì Winix chắc chắn là anh em mình sẽ phải lên, thứ nhất là bi cầu, thứ hai là một cái gương, bỏ cái gương zin của anh em đi, và thứ ba là cái phần chi tiết ba ga titan ở đây đó. Và tiếp theo là cái chống đổ đằng sau để cho nó tránh va chạm nhỏ nhẹ, và thứ hai nó để cho trẻ con ngồi sau có chỗ để chân cho nó gọn gàng. Và cái nguy hiểm nhất cuối cùng ở dưới này này, anh em nên ốp cái bảo vệ cái nước này vào. Đấy là năm cái chi tiết mà Linh muốn chia sẻ với anh em mình lên cho Winix V3. Rồi, video ngày hôm nay thì cũng chia sẻ rất là nhanh ở trong cửa hàng mình làm những gì ở ngày hôm nay. Cảm ơn hai anh trai Hồ Thọ bắt tay cả. Cảm ơn bye bye anh em nha. Cảm ơn em.